âm thế gian khuất xa dần, bóng đêm tối quay về dối trá tính toán những lọc lừa đã khiến bao mũi mê. Sao không đối với nhau bằng tình người, để oan than phải chật chồng cứ thế sống trong bao hận thù. Cuộc sống lọc lừa nhau, người thì khoái trá tiếng cười, người thì tắt mất nụ cười, bụi trần chim đắm mê muội đầy thế gian. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa tan đêm mơ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính nghĩa ở đời. Đừng gieo trái đắng hận thù, làm cho thế gian phải điên loạn, để cho bóng tối cuộc đời giam cầm bước đi mịt mờ. Hãy để ánh sáng mặt trời tìm về xóa hoa tan đêm mơ. Luật trời xưa nay vẫn tồn tại, rằng ta phải thu chính nghĩa ở đời. Trời xui khiến ta gặp ngay một kẻ ăn mày, làm ơn chứ không nhà không cửa không họ hàng thân thuộc, đang đi lang thang. Ta liền ra tay giết chết hắn để làm xác không đầu, chôn tại nhà chị ta. Tha mạng cho tôi, đừng giết tôi, tha mạng cho tôi. Sau khi mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch ta đã tính toán, thừa lúc Kỳ Tài đang bị giam trong ngục, đêm khuya ta lẻn vào sân nhà Kỳ Tài, đào xới đất tráo vàng và chôn xác nạn nhân giam xuống, gây kinh động dân chúng. Sau đó ta tìm một kẻ giả làm hệ pháp để nhiễu loạn dân chúng và hạ thấp uy tín của Trần Trung đại nhân. Phu quân, mời chàng dùng trà. Nàng để đó đi. Cuối cùng thì vụ án cũng đã kết thúc. Mạnh Cang cũng đã nhận hết tội lỗi và ăn năn hối lỗi việc làm của mình. Sao chàng có vẻ trầm ngâm sốt ruột sau khi trở về từ nhà ngục? Hắn đã thấy được việc làm sai trái của hắn và hắn đã nhận tội. Sớm mai tại công đường, ta sẽ xét xử tội trạng và dành cho hắn một bản án thích đáng. Như vậy thì sao chứ? Những nạn nhân vô tội của hắn có sống lại được hay không? Còn những cha mẹ bỗng dưng mất con, những gia đình bị mất đi người thân thì sao? Họ phải chịu đựng nỗi đau mất mát này quá lớn. Thiếp hiểu tâm tư của chàng. Còn xác của nạn nhân nam chôn trên đất nhà Kỳ Tài là ai vậy phu quân? Cũng là một nạn nhân của tên Mạnh Cung. Hắn đã khai nhận tất cả. Minh Hữu và Dương Võ cũng đã gọi người thân của nạn nhân đến nhận dạng và mang xác về chôn. Hình ảnh của người nhà ôm xác gào thét khiến ta không thể nào nguôi ngoai, dù là ta đã phá được án. Nếu như trên đời này con người đối xử với con người bằng sự bao dung và lượng thứ, và xóa bỏ mọi hận thù, thì hay biết mấy. Như vậy sẽ không còn cảnh trả thù vô tội dạ khiến cho thảm cảnh xảy ra, và sẽ không còn xảy ra những người vô tội chết một cách oan ức. Chàng cũng nên giữ gìn sức khỏe để sáng mai lên công đường xét xử sớm. Ta biết rồi. Cảm ơn nàng. Mạnh Cung, vì ngươi đã quá hồ đồ nông nổi, cho nên ngươi đã trách làm bản quan. Bản quan hành sự chí công vô tư, ai có lỗi thì phạt, ai có tội thì trừng trị, quyết bảo vệ cho dân lành, không để cho ai chịu quan sai áp bức. Dù ngươi biện minh là trả hiếu cho cha, nhưng ta không thể chấp nhận được khi ngươi giết chết hai mạng người vô tội và đã dàn dựng một câu chuyện oan bực, lợi dụng sự mê tín trong dân chúng để mưu cầu mục đích cá nhân của mình. Tội rành rành ra đó, ngươi có còn muốn nói gì nữa không? Tiểu nhân có tội. Thật hổ thẹn với vong linh của thân phụ. Xin đại nhân hãy khoan hồng, cho tiểu nhân một cơ hội để làm những việc thiện, bù lại những tội lỗi của tiểu nhân. Ta sẽ tố lên hoàng thượng tất cả những tội lỗi của người. Lính đâu? Dạ. Giải hắn đi. Dạ. Đi, đi. Còn lá bồn. Dạ, xin đại nhân tha tội chết cho. Dạ. Ngươi là tên láo cá lười biếng, tham lam, thích ngồi không ăn bát vàng mà hưởng lợi, lợi dụng sự mê tín của dân chúng để kết cấu với kẻ xấu, lừa đảo. Tội này không hề nhỏ. Dạ, xin đại nhân tha mạng cho. Dạ, xin đại nhân tha mạng. Dù gì tiểu nhân cũng biết lỗi nên đã khai hết rồi. Xin đại nhân tha mạng cho. Dạ. Nhờ ngươi cũng biết quay đầu nên ta nương tay không phạt nặng, 20 hèo cho tội ăn gian nói dối. Dạ. Sau đó Minh Hữu, hãy xung hắn vào đội lao dịch để cho hắn biết quý trọng giọt mồ hôi lao động để kiếm cơm. Dạ. Lính đâu? Dạ. Phạt cho hắn 20 hèo. Đau quá Quang ơi. Trần đại nhân thiệt là tài tình, ngài xử có tình có lý như vậy thì ai mà không nể. Tên thầy Pháp lừa đảo đó đó, vậy mà mình tốn rất là nhiều lễ vật cho hắn nữa. Ai biểu mình mê tín, nghe theo mấy lời của ổng. Thôi, mọi người hãy bỏ qua hết đi, coi như đây là một bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Hãy nhớ, thói mê tín là một trong những hủ tục cần phải loại bỏ. Đừng bao giờ tin một cách mù quáng vào những điều đồn thổi vô căn cứ để cho kẻ xấu lợi dụng mà làm hại chính bản thân mình. Trần đại nhân đúng là bậc thiên tài. Phải được. Quan cho thiếp quá, thiếp không có. Không có hả? Ngoại tình à? Vũ ơi, Vũ ơi, Vũ. Nè, có chuyện gì mà ầm ầm vậy Lệ? Lệ, mày làm gì mà mặt mày tái xanh vậy? Mày ở trong phòng Mợ mới ra phải không? Dạ. Mọi người ơi, cứu Mợ đi, con thấy Mợ khóc la dữ lắm luôn á. Sao lạ vậy? Cái gì mà lạ vậy? Hồi nào tới giờ cậu với Mợ có bao giờ to tiếng với nhau đâu. Dạ. Vũ, hay là để con lên trên đó coi thử sao? Đi đi con. Đúng rồi, chị đi. Tại vì giống như là có đánh nhau xô xát gì trong phòng của Mợ á. Đi chị. Dạ. Nguy rồi mọi người ơi. Giống như cậu sắp giết Mợ tới nơi vậy đó. Hả? Cậu chửi Mợ sùm quá trời quá đất luôn, xong rồi bỏ đi rồi. Vậy nữa hả? Rồi Mợ có sao không? Con thấy Mợ khóc la quá trời luôn, rồi cậu còn tát Mợ mấy bạt tay nữa kìa. Nhưng cậu hung dữ lắm. Lệ. Dạ. Mày hầu hạ bên cạnh Mợ, mày không biết chuyện gì sao? Dạ, con đâu có biết cái gì đâu. Con thấy Mợ vẫn bình thường trước khi mà đi đón cậu mà. Mợ con không có than vãn gì hết. Chuyện xảy ra từ khi cậu về đó. Hèn. Hay là cậu ghen Mợ, tại vì hồi nãy á Con có nghe loáng thoáng lại cái gì thằng kia rồi con kia rồi lăng loàn rồi phản bội rồi cái gì nữa. Nè. Dạ. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Mợ là người đoan trang thùy mị hồi đó tới giờ, làm sao có cái chuyện ghen tuông được. Có chuyện đó sao? Hèn gì. Hôm qua sau chuyến đi buôn đường về trở về, cậu kêu tôi ra hỏi đủ chuyện á. Ông cũng hỏi con nữa nè. Ông kêu con ra hỏi đủ thứ chuyện luôn. Ngay cả giờ giấc của mợ đi tới đi lui cũng hỏi con nữa. Con nè, hồi sáng á hả, cậu cũng tra hỏi con quá trời luôn á. Sao kỳ vậy ta? Tôi cũng vậy luôn á. Trời đất ơi, tôi cứ tưởng là cậu chỉ hỏi bình thường thôi. Ai ngờ cậu ông hỏi, ông dặn, ông bẻ đủ thứ hết trơn á. Con cũng vậy. Mà hồi nào tới giờ cậu đâu có thắc mắc mấy cái chuyện này đâu. Hay là bây giờ cả đám người làm mình đi lên làm chứng cho mợ, không lẽ cậu không tin sao? Không, con nghĩ chắc là do cậu sai quá đó. Không có đâu, cậu còn tỉnh đó. Bây giờ cậu mới đi uống rượu nè. Lệ à, dạ. Hay là bây giờ mày lên mày coi mợ có sai biểu gì không con? Dạ. Thôi. Hãy để cho mợ yên tĩnh. Còn chuyện của gia đình chủ, chúng ta là phận kẻ ăn người ở, nhắm mắt bỏ qua ngoài tai đi. Dạ. Đúng rồi đó con. Trời, sao cậu uống say dữ vậy? Say. Đúng, say có cái hay của say. Sao? Ông ngồi ngoài đây chờ tao suốt đêm à? Suốt đêm? Tôi cứ ngồi đây để chờ cậu về. Có bao giờ mà cậu bỏ nhà đi sáng đêm đâu. Suốt đêm qua ta đến thành lâu, uống rượu cùng với kỹ nữ vui quá trời vui luôn. Dạ. Thôi để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ nha. Ta mới nghe ông nói cái gì? Để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ. Ông coi thường ta quá. Từ trong quán ta còn về đây được, nói chi là vô phòng. Khỏi. Dạ. Ta tự vô được. Dạ. Cho nên tự vô. Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn về căn nhà này đâu. Tôi muốn đi luôn cho khuất mặt. Vì mỗi lần tôi về đây thấy cô, tôi chướng tay gai mắt lắm. Biết ngay mà, nó trốn đi theo tình nhân rồi. Con Lệ đâu? Lệ. Dạ. Lệ đâu? Dạ cậu kêu con. Nè, mợ của mày đi đâu? Đi khỏi nhà lúc nào? Dạ mợ. Dạ mợ ở trong phòng mà cậu. Tao thấy mợ mày có trong phòng đâu. Hay là xấu hổ nhục nhã quá, nó trốn đi luôn rồi. Muốn đi thì tao cho đi luôn. Dạ không. Con thấy từ lúc cậu ra ngoài á thì mợ ở trong phòng, mợ đâu có đi ra ngoài đâu. Mày đừng có nói láo với tao. Dạ. Mày bao che cho con đàn bà hư đốn đó đúng không? Dạ đâu có. Tao biết tụi bay, cái đám tụi bay đừng có hùa theo mà qua mặt tao nghe chưa. Dạ. Toàn là một ruột với nhau, bao che cho nhau. Đi ra khỏi phòng. Dạ. Đi nhanh lên. Muốn đi à? Đi được thì ta cho đi luôn. Ta không muốn kêu về nhà. Đi luôn, ta không bao giờ kêu về nhà đâu. Đi được, ta cho đi luôn. Ta sai là ta cho đi luôn. Ông chủ dạ, Kim gì? Hả? Dạ, dạ. Kim gì vậy? Chuyện gì không? Gì vậy? Hả? Đâu? Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Thưa phu quân, vết bầm trên cổ nạn nhân do dây co thắt lại, ngoài ra không có dấu vết gì khác. Vợ phu nhân mất là do ngạt thở, hay nói cách khác, bà đã treo cổ tự vẫn. Thì ra là vậy. Võ Sơn, ta mời ông về phủ đường để làm rõ một số việc. Dạ. Minh Hữu, Dương Võ, ở lại đây lấy lời khai của gia nhân. Tôi lên đây nhân. Mời. Mọi người dạo gần đây có thấy Võ phu nhân có gì khác lạ không? Dạ tuy tôi là nhũ mẫu, nhưng mà thời gian gần đây á, tôi bận chuyện bếp nút, nên tôi ít có gần gũi mợ tôi lắm. Mấy đứa hầu gái này nè, nó mới gần mợ tôi nhiều. Lệ à. Dạ. Con biết cái gì con nói đi con. Đúng dạ. Rồi đó. Dạ mợ không có gì thay đổi hết á. Mợ vẫn vui vẻ, đối xử tốt với mọi người. Chỉ là từ sau khi cậu đi buôn về thôi đó. Như vậy là điều khác lạ ở từ cậu à? Dạ phải. Chuyện này thì trong nhà ai cũng biết mà. Dạ cậu chủ tôi là một thương gia, thường đi buôn các chuyến hàng lớn, 5 bữa nửa tháng mới trở về nhà một lần. Mà mỗi khi đi về cậu rất là phấn khởi, hay cho quà mọi người. Nhất là đối với mợ, cậu rất thương và quý. Không hiểu sao đi chuyến này về, tự nhiên cậu thay đổi, giống như là một con người khác lạ vậy. Khác là sao? Dạ, cậu hay la mắng, chửi bới mọi người trong nhà. Chửi tụi tôi xong, còn chửi tới mợ nữa, không tha một ai hết. Dạ, khi mà có tụi con á, cậu la mắng, chửi bới những điều vô cớ lắm. Còn khi mà đóng cửa lại trong phòng với mợ á, còn hung dữ hơn nữa. Tôi thấy thỉnh thoảng mợ khóc á, sưng húp cả 2 mắt luôn. Chắc là khóc nhiều lắm đó. Vậy là hắn đánh bà ta? Dạ, mợ khóc không phải là gì do cậu đánh đâu. Mặc dù ở ngoài cậu hay la mợ, nhưng mà ở trong lòng cậu rất là yêu mợ. Con thấy mỗi lần mà cậu tỉnh rượu á, cậu hay ôm mợ ân hận lắm. Vậy thì chắc chắn phải có uẩn khúc gì ở đây. Nhưng có khi nào ông chủ các người có nhân tình mới không? Dạ không đâu biết. Cậu chủ xưa nay rất là thương mợ, chỉ mới có mấy ngày gần đây thôi cậu thay đổi tính nết. Hết gây gỗ với mợ là cậu lại tới thanh lâu thâu đêm suốt sáng. Còn mợ thì chỉ nhốt mình ở trong phòng, ai hỏi gì cũng không trả lời hết. Trần đại nhân đang trực tiếp xét hỏi Võ Sơn. Minh Hữu đa tạ. Chúng ta về báo báo với người thôi. Dạ. Có thật. Các ngài về. Ông hãy bình tĩnh lại. Suốt đêm qua ông đã đi đâu? Hôm qua tôi đến thanh lâu để giải sầu. Khi về thì phát hiện thấy xác của vợ mình treo trên sàn. Trời ơi, sao nàng lại ra nông nổi như vậy? Theo khám nghiệm thì đúng là Võ phu nhân đã treo cổ quyên sinh. Ông có biết gì sao giờ ông lại quẫn trí cho cái chết đau lòng như vậy hay không? Gần đây ông có để ý thái độ của vợ ông thể hiện bất thường gì không? Và giữa ông và vợ ông có xảy ra sự xích mích hay bất hòa gì không? Tại ta đã giết nàng. Vì ta là con người đẩy nàng vào con đường uất ức, dẫn đến quyên sinh. Chính ta là kẻ sát nhân, bức tử vợ mình. Kim Lan, tại sao nàng lại bỏ ta mà đi chứ? Kim Lan ơi, Tôi biết phải làm sao đây. Vô Quân, Minh Hữu đã đến Thanh Lâu để điều tra. Đúng là suốt đêm hôm qua, người này đã có mặt ở đó, và rất nhiều người làm chứng. Bằng chứng ngoại phạm đã rất rõ ràng. Về mặt lý là vậy. Con quấn khúc gì bên trong chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng dù sao thì ta cũng không thể làm gì được hắn. Cho hắn về thôi vậy. Với lại Kim Lan chết là do tự giận, chứ không phải là do bất tử. Đúng vậy. Cậu ơi, thưa cậu, con có dọn dẹp phòng, con thấy cái này trên bàn của mợ. Dạ, con xin phép. Sự trong sạch của mình, tình nghĩa vô thể, kiếp này xin hẹn lại kiếp sau, vĩnh biệt chàng. Người đâu? Mang rượu cho ta. Dạ. Ta đã giết nàng rồi. Ta đã giết nàng rồi, Kim Lan ơi. Tại sao chàng lại không tin Thiết? Tại sao chàng lại nghĩ Thiết ngoại tình? Thiết một lòng một dạ chung thủy mà. Tại sao vậy? Thiếp chết quan lắm, chàng có biết không? Tại sao chàng lại không tin Thiếp? Tại sao vậy? Chàng nói Thiếp nghe đi. Thiếp luôn tin tưởng chàng, yêu thương chàng, vậy mà chàng không tin Thiếp. Kim Lan, Thiếp chết quan lắm, chàng có biết không? Quan lắm, chàng có biết không? Kim Lan, Kim Lan. Chàng ơi, Thiếp luôn chung thủy với chàng mà. Thiếp không có phụ chàng gì hết á. Nàng đừng giận ta, hãy tha lỗi cho ta. Kim Lan, nàng hãy tới đây. Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan ơi, Kim Lan, nàng đừng bỏ ta đi. Kim Lan ơi, Kim Lan, Kim Lan ơi. Không, không. Kim Lan, Kim Lan ơi, Kim Lan ơi. Ta đã giết nàng rồi. Ta thật là vô dụng. Kim Lan ơi, Kim Lan. Kim Lan ơi, nàng hãy tha thứ cho ta. Kim Lan ơi, Kim Lan. Kim Lan, Kim Lan ơi, ta đã hại nàng rồi. Tại sao nàng lại chấp bỏ ta vậy Kim Lan? Người đâu? Dạ thưa cậu chủ. Dạ có tôi đây. Nhưng người hãy đem đốt hết những thứ gì liên quan tới vợ của ta. Dạ. Đốt hết mọi thứ. Dạ. Mà đốt. Nhưng mà đốt cái gì? Áo quần hay là tư trang? Đốt hết. Dạ. Ta còn muốn nhìn thấy thứ gì liên quan đến hình ảnh của Kim Lan hết. Đốt hết. Đốt hết. Dạ. Từ ngày Kim Lan chết, tên Võ Sơn này không chịu lo làm ăn gì cả. Suốt ngày cứ lầu trà tủ điếm, thật chẳng ra hệ thống gì. Mẹ có tìm hiểu qua bà vú và cô hầu gái tên Lệ, thì mỗi lần cậu chủ về tới nhà là sai khước. Mỗi lần sai á là khóc gọi tên vợ, ra chiều hối hận và đau buồn thiệt tình. Nàng dễ thương lắm đó. Ông Biện ơi, ông Biện, cậu về, cậu về. Cậu về hả? Dạ. Cậu trời ơi, cậu ơi. Ta đâu có sai đâu, làm cái gì vậy? Cậu ơi, sao cậu lại uống sai nữa rồi? Nói vậy, ta không hề sai. Ta còn tỉnh mà. Nè, buông ra để ta đi vô. Bao nhiêu cậu vào trong nghỉ đi. Không cần. Đi cậu. Buông ra đi. Ta đi được mà. Có chừng nữa cậu. Cậu này thiệt tình à. Thôi đúng à. Dạ. Mình vào ngủ đi con. Dạ. Kim Lan ơi, Kim Lan ơi, ta có tội với nàng. Ta có tội với nàng lắm Kim Lan. Ta đã giết nàng rồi. Trời ơi, tại sao ta lại làm như vậy? Kim Lan ơi, Kim Lan. Minh Hữu, Dương Võ, hai người đã điều tra mối quan hệ làm ăn bên ngoài của Võ Sơn chưa? Thưa đã đại nhân, Võ Sơn là một thương gia giàu có và có uy tín ở trong nghề. Trong tay của hắn sở hữu rất nhiều mối lái làm ăn lớn. Nhưng không hiểu có phải vì sau cái chết của vợ hắn đau buồn thất chí hay không, mà đã giao hết tất cả mối lái làm ăn của mình cho một người bạn thân trong nghề. Sao lại có chuyện đó? Vậy bạn hắn ta là ai? Dạ thưa, là Dương Chung. Người này là bạn thân. Tuy cùng là cánh thương hồ, nhưng mà từ xưa giờ họ vốn đi lại với nhau, không đụng chạm gì hết. Tay này yếu đuối quá. Có khi vợ mất, hắn ta không còn tâm trí gì để mà làm ăn nữa, cho nên đã sang hết cơ nghiệp cho người bạn của mình. Mời. chết của Kim Lan không phải là án mạng và không có thủ phạm. Có lẽ vì nàng buồn chồng rồi sanh ra quẫn trí nhất thời, hành động dại dột dẫn đến nguyên sinh. Vụ này xem như là khép lại rồi, thưa đại nhân. Ba Mậu, dạo này sắc diện của đại nhân không được tốt lắm. Dần trán hiện khí đen, gương mặt thì có vẻ xanh xao xám xịt lắm. Thật là không hiểu tại sao. Hỏi ai vậy? Dạ đương nhiên là bá Mậu. Ủa, ta đâu phải là Trần Trung. Hỏi Trần Trung đi. Dạ. Mà suy nghĩ lại rồi, Minh Hữu không dám. Mà gần đây á cũng đâu có vụ án nào đâu. Tại sao đại nhân không tranh thủ nghỉ ngơi cho nó khỏe? À, ta nghĩ ra rồi. Trần Trung à, nghe mẹ nói nè, thời gian gần đây á không có vụ án nào hết. Vậy thì sao con không nghĩ là đưa Ngọc Nhi đi chơi một chuyến, đi đây đi đó cho thoải mái tinh thần. Công việc ở nhà thì có mẹ, còn ở công đường á thì có Giỏi với Hữu lo được rồi. Đúng rồi đó mẹ, con cũng muốn lên kinh thành chơi lắm. Nhưng mà nhiều khi sợ phu quân bận bịu cho nên... Đó, con nghe Ngọc Nhi nói chưa? Dẫn Ngọc Nhi lên kinh thành một chuyến đi, sẵn vấn an quan liêm, tình xưa nghĩa cũ duy trì cũng vẫn là tốt con à. Dạ con cảm ơn mẹ. Chuyện này để con tính sau nha mẹ. Dạ đại nhân à, đại nhân hãy mau coi ngày lành tháng tốt để cùng đại tẩu lên kinh thành một chuyến, để năm sau còn có tin vui. Nè, đã là đi chơi rồi á thì đâu cần phải coi ngày lành tháng tốt. Ngày mai hai con đi được không? Hay là mốt đi, hoặc là bữa kia đi cũng được mà. Sẵn tiện lên kinh thành đó, mua dùm cho mẹ cái khăn hoàng lụa tơ tằm, mẹ tìm mãi ở đây mà không có. Đại tẩu à, Dương Võ nghe đồn ở trên kinh thành á có một thần y rất là giỏi. Đại tẩu tiện thể hỏi dùm, có cái thuốc nào mà trị tóc bạc không? Dạo gần đây Dương Võ tóc bạc nhiều quá, chưa vợ chưa con mà sao tóc bạc nhiều quá. Cái tên Dương Võ này, đại nhân và đại tẩu đi du sơn ngoạn thủy thì lấy thời gian đâu mà mua thuốc cho nhà ngươi. Đại nhân, sau lưng cổng thành có một hiệu giày rất nổi tiếng. Ông nghệ nhân này năm nay mới vừa cho ra đời một đôi giày để chào đón mùa xuân. Đôi giày này rất đặc biệt, ở trên cổ giày màu xanh có điểm xuyến màu vàng ngay cái đế. Đại nhân hãy mua giùm Minh Hữu à. Được rồi, ngươi và Dương Võ nắm tay nhau mà đi đi, còn ta với Ngọc Nhi sẽ ở nhà. Dạ, dạ tiểu nhân không dám. Không dám. Được đâu đại nhân ạ. Dạ cấp báo. Có chuyện gì? Dạ bẩm đại nhân, có một vụ án mạng vừa xảy ra tại tủ điếm. Vụ án rất nghiêm trọng. Nghe nói nạn nhân là một người nam. Nạn nhân đã bị chặt đầu. Hả? Cái gì? Tại sao lại xảy ra ngay lúc này chứ? Lên được, nhanh lên. Dạ. Cẩn thận. Ngọc Nhi, phu quân, xá còn ấm, vết cắt rất ngọt và dứt khoát. Vậy là vụ án vừa xảy ra. Lính đâu? Chụp bao dây mọi nơi. Dạ tối hôm qua là anh ta còn uống rượu vui ca ở trong này nè. Bà biết ông ta? Dạ đây là khách quen, họ thường tới lui đây mà, hay tới lắm. Vậy ông ta tên là gì? Và đi cùng với ai tới đây? Dạ anh ta tên là dạ tôi cũng không nhớ nữa, mà thường hay đến với người bạn, mà thường hay ngồi trong cái phòng này nè, họ hát ca vui vẻ lắm, mà tôi không hiểu sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Vậy còn bạn của hắn đâu? Dạ tôi có cho gia nhân giữ hắn sau khi xảy ra sự việc. Trời ơi, tôi cũng không hiểu sao mà hắn lại ác độc như vậy đó. Minh Hữu, vào trong bắt hắn ra đây. Tuân lệnh. Bà nè. Dạ. Bà có biết nạn nhân tên là gì và ở đâu không? Dạ hắn tên là, hình như là thương gia Võ Sơn. Võ Sơn? Dạ. Đại nhân, nghi phạm không ai xa lạ cả. Ngươi là? Dạ, đây là Dương Chung, bạn thân của Võ Sơn. Dạ thưa đại nhân, thuộc hạ đã gặp hắn khi đi điều tra xác minh vụ của Võ Sơn mới đây. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân không phải là thủ phạm, tiểu nhân không có giết Võ Sơn. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét cho tiểu nhân. Ta đã nói ngươi là thủ phạm đâu. Dạ, tôi chỉ là bạn làm ăn buôn bán. Tiểu nhân chỉ ngồi uống chung, tiểu nhân không biết gì hết. Đại nhân, xin đại nhân hãy minh xét. Khi tiểu nhân tỉnh dậy, mọi chuyện đã khủng khiếp như vậy rồi. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân không biết gì hết thưa đại nhân. Nạn nhân Võ Sơn là bạn thân của ngươi sao? Dạ, cùng hội buôn bán thưa đại nhân. Tiểu nhân không biết gì hết thưa đại nhân. Nè, và điều quan trọng nhất là khi Võ Sơn chết, trên tay người đang cầm một con dao dính đầy máu, rất có thể là máu của nạn nhân. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân thật sự là không biết gì hết. Tiểu nhân uống nhiều quá, say bí tỉ cho nên ngủ quên. Khi mà tỉnh dậy á, thật sự rất là khủng khiếp. Trước đó có những ai đã ra vào phòng này? Dạ, chỉ có tên hầu bàn, hai kỹ nữ hầu rượu, à, có thêm hai cha con người hát rong nữa. Được, Minh Hữu, cho mời tất cả mọi người về lấy lời khai. Tuân lệnh. Đúng là cậu chủ rồi. Đây là bộ đồ của cậu chủ tôi mà. Trời, dốc dáng này đúng là ông chủ rồi. Ai mà ác quá vậy, sao lại sát hại ông chủ? Trời ơi, cậu chủ ơi. Trời, sao mà chết thảm quá. Ê, hả? Còn cái đầu có tìm lại được không vậy? Không, không biết. Đâu, ông đâu? Ông chủ. Con nè, tỉnh lại con, tỉnh lại, bình tĩnh. Ông ơi, ông ơi, sao ông chết bất tử vậy nè ông? Đại nhân, đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân thật sự là không có giết người. Tiểu nhân thật sự là không có giết người. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Ngươi hãy thành thật khai báo. Và ngươi nên nhớ, tính mạng của ngươi sẽ phụ thuộc về lời khai của ngươi. Dạ, đó. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu nhân xin thề, tiểu nhân hoàn toàn không biết chuyện gì. Tiểu nhân không có giết người. Ngươi và Võ Sơn có mối quan hệ gì với nhau? Thưa đại nhân, Võ Sơn và tiểu nhân chỉ là đôi bạn thương hộ, trong cùng một ngành, nhưng mà ai có phần nấy, không có chung đụng hay là cạnh tranh gay gắt gì với nhau hết thưa đại nhân. Có phải hai người là bạn thân với nhau không? Dạ, cũng không hẳn. Tiểu nhân và Võ Sơn tuy quen nhau đã lâu, nhưng để gọi là thân thiết thì không phải. Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở các cuộc vui hoặc trao đổi hàng hóa mua bán. Nói vậy hai người thường hay đến Thanh Lâu à? Dạ thưa đại nhân, trước thì ít. Chỉ 3 tháng gần đây, sau khi vợ Võ Sơn chết, hắn ta có buồn chán nên hay tìm đến Thanh Lâu và rủ tiểu nhân đi cùng. Do ham vui và nể tình cho nên tiểu nhân nhận lời đi theo y. Ai mà ngờ lần này lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Đêm xảy ra án mạng, ngươi nhớ lại xem, có những ai đã vô gặp gỡ và tiếp xúc với hai người? Thưa đại nhân, tiểu nhân nhớ như vậy. Từ ngàn xưa trên thế gian ta dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi không như giấc mơ, thì thôi ta cứ sống cho qua ngày mai, không oán than, không trách móc số phận an bài. Dù cho ta đang trắng tay, ta chưa có giàu sang. Dù cho ta đêm từng đêm với những ước mơ, thì thôi ta sống sao để những ngày sau. Nhiều phong ba, nhiều đắng cay, ta vẫn là ta. Cuộc đời ta có đen, có trắng, có đổi thay. Đừng tham lam, sân si làm điều xấu xa. Đừng gây thêm oán ân, đời sau sẽ nỡ. Sẽ xót xa, sẽ khổ đau trọn kiếp con người. Đừng gieo thêm nhân gian là ta phải chịu. Những khổ đau, những sai lầm kiếp trước ta xa.